Chào anh em nhé, mình vừa mới nhổ được cây sung rất là mảnh khảnh, thích hợp với làm dáng văn nhân anh em ạ. Đấy, nhổ được hầu như là giữ được nguyên các cái rễ nhỏ luôn. Cũng đã cắt sơ sơ các cái cành rồi. Ở cái bãi nhổ ấy là nó tùm lắm. Bước đầu tiên là phải phun nước vào gốc rễ nhé anh em. Bởi vì sẽ phải làm trong vòng khoảng 10-15 phút thao tác đối với cái cây này trước khi trồng. Anh em cùng xem nhé. Đấy, bây giờ là tôi bắt đầu mới. Đầu tiên là sau khi phun nước giữ ẩm cho bộ rễ xong là tôi cắt trụi hết lá, để lại ngọn thôi. Rồi, cắt xong rồi, lá rồi anh em ạ. Bây giờ bắt đầu đến xử lý cái phần gốc rễ. Đây, tôi sẽ phải cắt đi cái một trong hai cái nhánh rễ này. Anh em nhìn này. Bộ đế khá là đẹp, nhưng mà nếu mà xử lý thì nó sẽ còn đẹp hơn rất nhiều. Nếu mà để không như thế này thì không ăn thua. Đây, tôi chỉnh lại cái vết cắt rễ cái. Đấy, cái rễ cái chỗ đấy đấy, nó đâm thẳng xuống đất đấy. Cái rễ này khá đơ. Cái rễ này phải uốn, nhưng mà không thể uốn một phát mì ăn liền được. Mình sẽ phải uốn làm nhiều lần. Các cái rễ chính của nó lớn quá các bạn ạ. Tôi đang đắn đo giữa việc chỉ uốn và việc kết hợp giữa chẻ gốc, chẻ rễ và uốn. Có lẽ là phải kết hợp giữa phương pháp của người Indo là chẻ gốc, chẻ rễ và uốn các bạn ạ. Các bạn đợi mình một chút nhé. Mình đi. Đây là miếng alu các bạn nhé. Miếng alu dày chừng 4mm. Đây là con dao thật là sắc này. Mình sẽ tiến hành chẻ cái rễ lớn và chẻ gốc. Mình chẻ ít thôi, chứ mình không có chẻ nhiều như bên Indo đâu. Bên Indo chắc là người ta chẻ, chẻ rất là nhiều nhát luôn. Mình chỉ chẻ 2 nhát thôi. Đó, mình đang chẻ cái rễ lớn. Bình thường thì mình sẽ uốn các bạn ạ, chứ mình không chẻ đâu. Thế nhưng mà gặp cái tình huống này, quyết định là phải có một cái sự thay đổi, chứ mình không bảo thủ. Chứ nếu như mình lại vẫn làm theo cái kiểu cũ thì sợ là nó sẽ không được đẹp. Các cái thao tác này phải hết sức cẩn thận các bạn nhé. Đấy, con dao thì mình giữ nguyên này. Cái tay trái thì mình cầm gốc cây ấy, là mình lắc lắc nhẹ nhẹ. Thế là nó là con dao là nó sẽ tiến sâu vào bên trong gốc thôi, và nó sẽ tách được ra. Các bạn đợi mình một chút, xong rồi mình đưa nó vào sát màn hình để các bạn xem. Đấy, đã chẻ được rồi đấy. Làm ghìm tay các bạn nhé. Cái thao tác này là nguy hiểm lắm đấy, không đơn giản đâu. Sơ ý cái là đứt tay ngay.
Đó, được rồi đấy, xong cả hai nhát luôn rồi đấy. Đấy, mình cắt alu các bạn nhé. Thế xong rồi mình chêm cái miếng alu vào. Tức là cái phương pháp của người Indo các bạn ạ, là chẻ gốc, chẻ rễ, và sau này thì là cái phần chẻ là nó sẽ liền lại, và nó sẽ tạo cái điểm nhấn, và nó sẽ tạo cái độ côn cho gốc trông rất là đẹp, và nó sẽ tạo một cái điểm mình không biết diễn tả ra sao ấy. Các bạn có thể lên YouTube các bạn tìm các cái phương pháp làm bộ đế của người Indo ấy. Đây các bạn này, đây các bạn xem đó, trông nó đã khác rất là nhiều cái lúc mang về rồi đấy. Bây giờ là bước tiếp theo là mình sẽ dùng dây nhôm để mình cố định, để mình để cho cái hai cái miếng alu ấy nó không bị trôi xuống phía dưới, nó không bị trượt ra ngoài đấy. Đây các bạn xem. Đấy, cái dây nhôm nó sẽ giữ cho cái miếng alu nó nằm yên vị trí. Rồi, tiếp theo là tôi sẽ đến cái phần uốn rễ các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là các bạn nhìn mình làm, các bạn cũng hình dung, các bạn cũng hiểu vì sao có những cái cây nó đắt tiền mà có những cái cây nó rẻ tiền. Hai cái cây hoành gốc to như nhau, thế nhưng mà giá cái cây này thì nó chỉ có 300 ngàn, mà trong khi cái cây kia nó lại lên đến 30 triệu, thậm chí hơn. Bởi vì như cái trường hợp mình đang làm thế này, là nếu có muốn làm số lượng lớn là cũng không làm được. Chứ không có phải giống như là các cái nghệ nhân họ trồng cây, trồng thẳng xuống ruộng ấy các bạn. Đấy, họ làm họ uốn hình con long, uốn sơ sơ đấy. Họ bán có 300-400 ngàn một cây sung to đùng đấy. Đây nha các bạn nhé. Các bạn thấy mình uốn rễ như thế này, các bạn nghĩ là trồng xuống đã là thành công, nhưng mà không phải đâu các bạn ạ. Những cái cọng rễ mà bị uốn ấy, thì tỷ lệ thành công nó chỉ khoảng 70-80% thôi. Khả năng nó bị thối cái cọng rễ uốn là có, chứ không phải không đâu. Đấy, mình cũng gặp nhiều rồi. Đấy, nếu mà thuận buồm xuôi gió mà gọi là trời thương đấy, thì cái cọng rễ này này là khi trồng xuống nó không bị thối thì là ok, thì là sẽ rất là đẹp. Đó, mới uốn một cọng thôi, nhìn đã khác rất là nhiều rồi. Cọng này cũng phải uốn luôn này. Đấy, cọng này nhỏ hơn này. Đấy, uốn sớm đi thì là sau này khi mà cái cọng rễ nó lớn lên nó không bị đơ. Đó, tất cả là đều sẽ phải uốn hết. Các bạn xem clip của mình, các bạn nhẫn nại chút các bạn nhé. Bởi vì clip nó dài mà.
uốn vừa phải các bạn nhé. Thế sau khi trồng được khoảng 1-2 tháng thì xong rồi bắt đầu lại nhổ ra, thế sau rồi xem bắt đầu là chỉnh sửa uốn thêm. Chứ một uốn một phát mì ăn liền là bảo đảm luôn là cái rễ đó là thối các bạn ạ. Đấy, làm cây phải mất thời gian lắm. Có nhiều cái cây mình làm bộ đế là cứ nhổ lên trồng xuống, nhổ lên trồng xuống tổng cộng là 10-12 lần mới hoàn thành được. Cho nên là có nhiều bạn hỏi cây của mình nói giá cao, thế nhưng mà thực chất là cái tâm của mình ấy là mình bán giá mềm nhất có thể. Thế nhưng mà các bạn không hiểu, các bạn lại tưởng là mình chặt chém. Đấy. Thế hôm nay các bạn xem clip các bạn thấy nhá. Thật sự là nhiều khi là cây mình làm ấy nó giống như đứa con mình đẻ ra các bạn ạ. Không bao giờ có cái chuyện là muốn để nó vào tay người khác đâu. Đấy, thế nhưng mà vì mình nghĩ là cây kiểng mà, thì là mình không thể nào mà mình giữ được tất cả các cây suốt được, mà mình cũng phải nên giao lưu cây. Đấy, thì cái tiếng của cái người trồng cây ấy, người ta gọi là thợ làm cây ấy, nó mới được lan tỏa được. Đấy, uốn xong hết rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn nha. Đó, cái gốc nó tõe rồi đấy. Thế sau này nó cái gốc nó sẽ côn hình tháp. Gốc rễ cái phần trẻ nó sẽ liền lại. Trông nó sẽ rất là hay, độc đáo. Đấy, các bạn nhìn này. Phải mất khoảng 3 năm các bạn ạ. Thì trông nó sẽ khác hẳn. Nhưng mà 1 năm, 2 năm sau là nhìn đã thấy có biến chuyển rồi. Đấy, trong quá trình làm nha các bạn nhé, là phải phun hết cho nó ẩm, đặc biệt là bộ rễ, thì đến khi trồng vào cây nó mới khỏe được. Rồi bây giờ bắt đầu trồng thôi. Sau khi trồng xong thì mình đục lỗ ở thành chậu và mình lấy dây nhôm mình buộc ba góc các bạn nhé, để giữ cái cây. Nếu mà gió nó thổi ấy, thì nó không đổ cái chậu đâu, thế nhưng mà nó sẽ làm nghiêng cái cây và nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình ra rễ đầu tiên ấy. Chứ nếu sau này mà cái cây nó rễ nó ra kín chậu rồi thì không lo. Đây, sau khi trồng xong các bạn ạ, cái cây nó rất là cao, nó cao phải đến 90 cm. Tôi cứ trồng như thế một thời gian cái đã, cho nó vút lên, cho cây nó lớn nhanh, cho rễ nó ra nhanh, xong rồi bắt đầu tôi sẽ tiến hành uốn xuống. Đây các bạn xem bản demo này. Đấy, mình sẽ uốn theo cái bản demo này. Bản demo này là bản demo của một cây cần thăng các bạn ạ. Cây của chú Dũng Ca Cơ,